Thưa quý vị, thời gian gần đây, lợi dụng việc các phụ huynh có nhu cầu tìm kiếm khóa học, câu lạc bộ thể thao cho con em mình tham gia tập luyện, nhiều đối tượng đã giả mạo fanpage các liên đoàn tuyển sinh học viên nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, chuyên mục Thám tử tin tức đã nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu. Trong lúc tìm lớp học thể thao cho con tham gia sau giờ học ở trường, chị G, tên gọi tắt, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tình cờ thấy được quảng cáo thông báo chiêu sinh lớp bóng rổ U4, U17 trên fanpage Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF. Sau khi liên hệ, chị G nhận được một loạt địa điểm học, một mã học viên và thông tin tư vấn viên liên hệ qua mạng xã hội Zalo. Sau đó, chị lại được yêu cầu khai bản đơn đăng ký bao gồm họ tên, địa chỉ, chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng, đồng thời yêu cầu phải tải thêm ứng dụng Telegram để tiện việc trao đổi thông tin. Tương tự ở môn cầu lông, có trường hợp phụ huynh vào hội nhóm đăng ký học cầu lông cho con và được hướng dẫn các bước để chuyển khoản tiền học phí. Theo tường thuật của phụ huynh này, vợ ông có vào group đăng ký học cầu lông cho con và chuyển tiền để xác minh. Do chuyển tiền sai mẫu ghi chú, có một người hướng dẫn yêu cầu chuyển tiếp lần hai để xác minh lại. Số tiền mấy lần chuyển lên đến hàng trăm triệu đồng. Nghi lừa đảo nên phụ huynh đã yêu cầu hướng dẫn thủ tục xử lý, thì phía các đối tượng giả mạo tiếp tục hướng dẫn làm thủ tục trực tiếp tại trụ sở số 3 Phan Văn Đạt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là hình thức giả mạo tinh vi của các đối tượng xấu. Đánh vào tâm lý của phụ huynh, các thông báo lớp chiêu sinh được đưa ra với mức học phí miễn phí, tặng học bổng hay trở thành vận động viên tuyển thành phố quốc gia. Thậm chí các đối tượng này còn làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo, liên đoàn để làm giấy chứng nhận giả cho các học viên nhằm có sự tin tưởng của phụ huynh. Liên đoàn bóng rổ Việt Nam khẳng định không hề tổ chức các hoạt động mở lớp, chiêu sinh, tuyển chọn, lập đội tuyển. Mọi người lưu ý không liên lạc, cung cấp thông tin cá nhân với bất cứ hình thức nào cho các trang giả mạo, lừa đảo. Liên đoàn bóng rổ Việt Nam hoạt động thông tin trên một trang duy nhất với www.facebook.com/liên-đoàn-bóng-rổ-việt-nam. Trong khi đó, trưởng bộ môn cầu lông thành phố Hồ Chí Minh Đặng Anh Đăng chia sẻ, các phụ huynh nên truy cập đúng fanpage chính thức của các liên đoàn để có thông tin chính xác. Nếu có nhu cầu cho con tham gia môn thể thao nào, nên trực tiếp đến trung tâm thể dục thể thao hoặc câu lạc bộ để đăng ký. Tránh tình trạng cung cấp thông tin cá nhân cũng như chuyển tiền qua các tài khoản chưa xác thực.